Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Rồi, đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong những cái khung giờ quen thuộc và tôi cũng chia sẻ công việc thường nhật của mình đến với các bạn trên tinh thần vui là chính. Các bạn thân mến, thì hôm qua tôi cũng đã cập nhật về cái tình hình mà mình làm bông cho cây bông trang đó các bạn. Hôm nay thì tôi tiếp tục tôi cập nhật với các bạn về tình hình về cây bông sứ. Cây sứ của mình thì mình làm bông hôm nay được là hơn một tháng à, cái tầm khoảng 5 tuần. Thì cái vị trí mà nếu mà làm bông sứ mà kích thích cho cây sứ ra hoa tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh á, nếu mà ở vùng cao, vùng khô ráo mà có nhiều nắng thì nó dao động từ 65 đến 70 ngày. Thì các bạn thấy đây ha. Tôi thì tôi làm bông cho cây chủ yếu tôi tính từ cái ngày cho cây ra hoa để các bạn có điều chỉnh cho phù hợp. Chứ thật ra thì khi mà cây bông chơi Tết ở nhà tôi, bởi vì nó có nhiều cây tôi muốn cho nó nở luân phiên á, luân phiên bắt đầu nó nở liên tục cho đến Tết, trước Tết và sau Tết trong vườn của mình nó vẫn còn bông hoa để cho nó đẹp các bạn ha. Rồi thì đến hôm nay và đầu tháng, hôm nay là nhiêu ta, hôm nay là đầu tháng 12 rồi, hôm nay là như là mùng 4 mùng 5 gì rồi. Thì nếu cây sứ của các bạn thế nào là kịp Tết, tôi sẽ chia sẻ từ cái nụ hoa đó, cái nụ hoa nào kịp và nụ hoa nào không kịp các bạn ha. Đây là trước mặt của các bạn là cây này là cây Xuân Kỳ, cây sứ Xuân Kỳ các bạn. Nè, sứ Xuân Kỳ thì tôi cũng làm bông một lượt với những cái dòng sứ cánh đơn bình thường, mà sau cây sứ Xuân Kỳ là có vẻ em này có vẻ hơi chậm ha. Tôi sẽ rút kinh nghiệm để cho những cái lần làm bông sau. Các bạn thân mến, thì sứ nó cũng có nhiều chủng loại đó các bạn. Sứ cánh đơn, sứ cánh kép là hai dòng chính, nhưng mà tùy ha, có dòng cánh đơn nó nở nhanh, có dòng cánh đơn nó nở chậm nữa, tùy theo cây rồi nha. Còn cái dòng sứ cánh kép cũng vậy. Sứ cánh kép thì bao giờ nó cũng nở muộn hơn sứ cánh đơn khoảng chừng một tuần, nhưng mà trong dòng cánh kép nó vẫn có cây nó nở nhanh và vẫn có cây nó nở chậm. Thành ra các bạn lưu ý, nhưng mà các bạn yên tâm ha, khi mà cây sứ của các bạn mà thời gian mà nó trổ bông cho đến lúc nó tàn, nó kéo dài khoảng từ 2 tuần cho đến 4 tuần, 2 tuần cho đến 1 tháng đó các bạn, tùy theo bằng cách chăm của các bạn trước đó. Nếu trước đó các bạn chăm cây mà nó có đầy đủ lực đó, thì cây của các bạn nó sẽ ra rất là nhiều bông. Mỗi một nụ, thí dụ như mỗi một cây yếu đó, thì mỗi một chùm nụ nó ra khoảng chừng 4 bông, 5 bông. Còn có những cây mà các bạn mà chăm sóc nó tốt đó, thì các bạn thấy không, mỗi một chùm nụ nó ra rất là nhiều bông nè. Đây li ti nè. Đây là cái cây này là cây thần tài. Cái thần tài thì có vẻ em này mắng bông, mau ra bông. Thì năm sau mình phải chú ý ha. Thần tài theo tôi á, thì chúng ta có thể làm bông nó trong vòng 60 ngày thôi, chứ kéo dài 65 đến 70 ngày thì nó hơi muộn đó các bạn. Đấy các bạn. Còn cây Xuân Kỳ, nói thì nói vậy thôi, chứ cây Xuân Kỳ của tôi nó, coi cây này coi, nó cũng có nụ nè. Đây nè, hôm nay nó cũng có nụ ha. Nó cũng có nụ rồi nè các bạn, nụ chút chút nè. Những cái cây mà bắt đầu nó có nụ hôm nay, nó có nụ đầu tháng 12 của cái khí hậu miền Nam, nếu mà nó có nụ như thế này là kịp rồi ha. Nếu ở miền Bắc có vùng lạnh thì tôi không biết. Nè các bạn, đây, cây Xuân Kỳ cái lá nó xanh tốt ha. Hôm vừa rồi nó về tôi các bạn, nó về tôi nó bị cái bệnh nấm như thế này nè. Bệnh nấm thế này tôi đang điều trị nè, nó hết dần dần nè. Các bạn thấy không, ở trên đây nó hết dần dần, tôi phun thuốc tôi điều trị từ từ nè. Nếu mà nó bị nấm thân thì các bạn thường xuyên phun thuốc diệt nấm á, cây từ từ nó sẽ bình phục lại. Dưới những cái củ ha, cái củ mà khi nó bị hấp trắng như thế này đây, thì từ từ, nếu mà nó không mềm không thối thì không sao, chỉ sợ nó mềm nó thối thôi. Chứ nếu mà nó cứng như thế này, cứng cự như thế này, thì những cái vết vàng này sau một thời gian nó sẽ chóc ra thì nó sẽ liền lại, các bạn yên tâm ha, không có sợ mà củ nó bị thối. Đây, cây này đóng một bò và lên hai thân rất là đẹp ha. Xuân Kỳ. Rồi, cây này là cây thần tài. Đây, thần tài. Thần tài này nếu mà cái nụ nó chớm như thế này thì khoảng một tuần lễ sau nó sẽ nở các bạn. Cây thần kỳ thì mỗi một bông hoa nó nở cho đến một tuần nó mới tàn. Rồi xong rồi, khi mà cái bông nó tàn nó rụm thì nó luân phiên nhau. Cái cây lớn, cây nhỏ, nụ lớn, nụ nhỏ nó luân phiên nhau nó nở. Dưới một cây như thế này các bạn thấy ha, nó đang chớm nụ đỏ rực như thế này vào đầu tháng 12. Nó sẽ kéo dài, nó nở cho đến Tết luôn, các bạn yên tâm ha. Là cây thần kỳ của tôi. Ồ, xin lỗi, cây này, cây sứ thần tài, nó lộn hoài chán quá. Nè, sứ thần tài các bạn ha. Đó, những cái cây mà cái nụ nhú nhú như thế này nè, nhỏ nhỏ như thế này thì
thì đến Tết thì thời kỳ rực rỡ nó, các bạn thấy không? Đây, nụ Tết đây, nụ này nở sớm đây, nụ này nụ Tết đây, các bạn thấy không? Rất là nhiều cái kích cỡ, cái xây nụ đây, nụ này nụ Tết nè. Còn nụ này thì nụ này, vài ngày nó nở. Với cái nụ này thì cái tầm khoảng 3 ngày sau nó nở. Rồi, kế tiếp các bạn, cây này cũng có nhiều bạn thấy ha. Đây là cây sứ, đây là cây sứ Ngọc Băng. Ngọc Băng này các bạn, thơm nha, sứ này thơm nha. Các bạn thấy không? Hôm nay thì nó nở như cái bông đầu tiên, nó bói bông đầu tiên. Nhưng mà dưới cái Ngọc Băng này nó nở, nó cũng kéo dài luôn, tới Tết cũng còn luôn. Đây, nếu mà các bạn muốn cho cây mà nó nở rực rỡ Tết đó, thì cái nụ tầm này là ok nha các bạn. Cái nụ nhỏ nhỏ như thế này là ok. Rồi trường hợp cây của các bạn không có nụ thì sao, thì nó cây của các bạn mà không có nụ thì nguyên do không có nụ thì các bạn xem lại cái cách trồng của các bạn. Thứ nhất là cách trồng của các bạn là chăm bón không phù hợp. Cái thứ hai là cái vị trí để các bạn mà kê cái chậu sứ ở đó, nơi mà thiếu nắng. Khi mà nó thiếu nắng á, thì cây sứ của các bạn nó ít, rất là ít bông, và đồng thời cây sứ của các bạn nó dễ bị rầy bám lắm ha. Chậm sứ thì các bạn nên để những cây có nắng, ít nhất là nắng trực tiếp rọi vô nó phải 4 đến 5 giờ trong một ngày thì cây sứ của các bạn nó mới sung. Khi mà cái sứ của bạn mới trồng, các bạn trồng để những nơi mà có nắng thì các bạn để ý, các bạn xem thôi, cái cành lá của nó rất là cứng luôn, nhánh nó cứng, nó không có mềm. Còn có những cây các bạn đập trong mát á, nó dương nó vượt lên rồi cái nhánh của nó mềm á, nó mềm, nó quằn quặt, nó nhìn nó chán lắm các bạn. Nó phải cứng, nó phải dương thẳng lên thế này nhìn nó mới hấp dẫn ha. Chứ còn quẹo quẹt cong quẹo quẹo mềm mềm ủ rũ nhìn chán lắm. Với cái cây này nó có rất là nhiều đợt bông nè ha. Đợt bông nè, nó đợt bông lớn, đợt bông nhỏ thì chúng ta có thể chơi lác đác. Bây giờ nhưng mà cây này nếu mà vào mà cái mùa rực rỡ của nó khoảng từ cái tầm khoảng chừng 25 Tết. 25 Tết là nó sẽ nở bông rất là đẹp luôn. Rồi, cũng một cái cây các bạn thấy không? Khi mà cái tốc độ mà nó nở bông khác nhau, nó tùy thuộc vào cái giống cây và nó tùy thuộc vào cái sức khỏe của cái cây. Dưới cái cây thần tài này các bạn thấy. Cây này của tôi nó nở bông nè các bạn thấy không? Nó nở nguyên một cục đỏ lừ như cái quả túc cầu luôn. Và đồng thời cây này các bạn nhiều lúc các bạn nói nhìn cây này các bạn, anh bảo ông Năm trồng cây này là Tết này húp cháu rùa có làm gì có bông mà chơi. Không hề nha các bạn. Đây nó cũng còn có những cái bông nhỏ đây các bạn thấy không? Nè ly chi nè, những cái mầm nhỏ như thế này nè. Mầm nhỏ nè, đây chùm bông nhỏ nè ha. Chùm bông nhỏ này nó sẽ, đây những chùm này chùm Tết nè. Nó sẽ nở kịp Tết nè. Nở kịp Tết nè các bạn. Yên tâm, nó cái nở luân phiên nhau, nó nở rất là nhiều luôn. Á chết mẹ, đụng vô nó gãy. Đây các bạn, cái sứ thần tài phải nói là danh bất hư truyền luôn. Mà cái cánh của nó, cái xe bông của nó bự chà bá luôn vậy các bạn thấy không? 4 ngón tay, cái bàn tay tôi nó bự lắm chứ bộ bàn tay tôi bự à. Các bạn thấy bàn tay tôi không? Mập thù lù, bự chà bá như nãy chuối luôn á, mấy ngón tay như nãy chuối. Mà các bạn thấy không? Cái bông của nó nè, bông của nó khi mà nó rụng rồi nó vẫn còn tươi nữa. Cái cánh rất là dày. Rồi, các bạn ha. Đây là cây thần tài. Còn cây sứ này hôm trước tôi cũng làm clip tôi chia sẻ với các bạn đó, là do cái chậu nó bị bể cái chậu á, tôi sang chậu đó, thấy không, cái nụ nó rụng. Cây này ha, cây này khi mà các bạn mà sang chậu vào cái thời điểm này thì cái tốc độ nở của nó sẽ chậm lại. Bên kia có ông kia ông trồng cây, các bạn thấy không, ông trồng cây mút từ sân thượng nè, ông nào cũng mê sứ ha đó các bạn thấy không. Khi mà người ta không có sân thượng mà người ta chơi, người ta trồng ở trên lóc nhà đó, lóc nhà mà thấy nguy hiểm ha. Ngày nào tôi thấy ông cũng trèo lên đây, là trèo đến chăm sóc cây nè. Ông trồng sứ cũng nhiều ghế chứ. Sứ cũng nhiều. Thế gì ha, ông hàng xóm á. Đây, rồi tôi tiếp tục tôi chia sẻ với các bạn ha. Đây là cái dòng sứ này, dòng sứ cổ ngày xưa đó các bạn. Cái dòng sứ này hiện tại thì người ta trồng xong rồi người ta lấy cái trái của nó thì người ta gieo cái cây con để người ta làm sứ nguyên liệu để người ta ghép vô rồi các bạn, củ nó đã rồi ha. Củ nhìn thấy cưng quá ha. Đó, trời ơi, củ nào cũng đấy chà bá lửa luôn. Già lắm rồi, cây này hôm nay là được 27 năm rồi. Đấy các bạn. Dưới cái dòng sứ này thì các bạn thấy không? Nó có nhiều xe bông thì nó sẽ nở nè, nó nở luôn phiên nha, nó nở đây những cái dòng bông nhỏ nhỏ, những cái dòng nụ nhỏ nhỏ như thế này là kịp Tết nè. Còn bây giờ nó lác đác, nó sẽ nở những cái bông, nó bó những cái bông mà ra trước nè ha. Nhưng mà nó sẽ tổng lực nó nở hàng loạt. Cây này tôi dự đoán là
nó nổi thời kỳ rực rỡ huy hoàng của em, nhất là cái tầm khoảng chừng 25 Tết là rực rỡ huy hoàng đó các bạn ha. Đó. À, khi mà tôi làm clip tôi chia sẻ với các bạn là bao giờ cũng vậy, tôi cũng làm trước, tôi làm trước khoảng 1 tuần đến 2 tuần để cho khi mà các bạn nhận được cái video á, xem được cái clip tôi rồi thì các bạn tiến hành các bạn làm là vừa. Chứ nếu mà tôi làm đúng vô cái ngày mà cây nó nở á, thì các bạn khi các bạn xem video của tôi rồi các bạn làm sẽ bị muộn. À, tôi thì tôi không có quan trọng lắm cho những đúng ngày Tết nó phải nở rực rỡ tùy cây thôi. Với cây sứ tôi cho nó nở lác đác đó các bạn. Còn cây này các bạn thấy không, cây này cây sứ hạt lai nè, sứ hạt lai nè các bạn. Đấy, cây sứ này thì nó nổ nhiều lắm các bạn ơi. Nè cái bông nó thì nó nhỏ hơn mâm thần tài rất là nhiều nè, tôi đưa cái thần tài cho các bạn thấy nè, nó nhỏ mâm thần tài nhưng mà bù lại các bạn nó nổ chùm, nó có cái hương thơm và đồng thời nó nổ rất là bền cây luôn nè. Là những cái chùm nhỏ nhỏ như thế này là nó Tết nó sẽ bung ra. Còn bây giờ những cái chùm này nó nở, nó lác đác, cái khi mà nó nở đó các bạn, nó nở cái này nó tàn xong rồi nó lại đâm cái mầm mới nó ra, nó cứ liên tục như vậy á, nó nở rất là dài, một chu kỳ nở bông của nó kéo dài tới 1.5 tháng luôn. À, cây này nó chưa có tên, sứ hạt lai chưa có tên nữa các bạn. À, đây là sứ, dòng sứ này dòng sứ cánh đơn, rất là yêu ha. Tôi tự phái mấy em chuyên gia thanh thoát như thế này đây, bao giờ thì tôi phái mấy em chuyên gia, các bạn thấy sứ của tôi bao giờ cũng vậy, tôi cũng làm với những em chuyên gia này. Nó cao cao, cái tông nó cao cao chứ tôi không thích nó thấp thấp, nó thấp tè tè tôi là không thích, tôi thích cao cao. Các bạn thấy không, những cái dòng kia toàn là chân cao không, toàn là những em chân dài tới nách. Rồi đây là cây sứ của vàng Ánh Dương. Sứ của vàng Ánh Dương thì đa số người ta chơi cũ thôi các bạn. Đây là củ vàng các bạn thấy vàng thực cũng như là được thoa nghệ vậy. Mà cái này tự nhiên ha, nếu trồng sứ củ vàng này các bạn để có nắng càng nhiều thì củ nó càng vàng, củ nó vàng nó càng sẫm màu lên. Thành ra tôi đang nuôi củ nè, tôi mới bè cái này để tôi nuôi củ cho nó củ nó bự nó nở ra đó. Bởi vì khi mà chúng ta mà đưa ra nắng như thế này thì những cái củ đó đã định hình cái củ rồi thì nó cũng phát triển đó, nhưng mà nó phát triển rất là chậm. Các bạn muốn cho nó phát triển nhanh thì các bạn có phải che cái củ, là bè cái củ là về. Mà tuy nhiên nếu mà các bạn mà che củ, cái củ của các bạn nó quen rồi, nó ở trong mát nó quen là nó gặp nắng cái nó sạm nắng, nó cháy nắng. Nhưng mà các bạn để nó trần trụi vậy đó, nó gặp nắng nó tuy rằng nó cháy xám xám vậy, từ từ cái riết nó quen. Như là các bạn thấy được không, nè đấy, nó cháy xám này, từ từ cái nó liền nè, nó chóc cái miếng vàng này ra, bắt đầu cái nó lại dậy lên cái củ xanh ha. Cái bình thường á bạn nghe không, cứng không, củ bún cốc đã củ cứng, mấy củ cứng bóng kiểu cốc, mấy củ miệng bứng kiểu bích là nó mềm á. Mấy củ nồi cứng các bạn dùng tay các bạn búng rồi. Rồi đây là cái bông của sứ của vàng Ánh Dương, bông nó cũng không được đẹp cho lắm. Rồi đây cái này cũng cắt cũng cùng một ngày như nhau, cái dòng huyết rồng đen lên chậm. Rồng đen nó chậm nè, rồng đen là tới hôm nay thì nó bắt đầu nó nhú nụ nè các bạn thấy không, nó nhú nụ nè, coi vậy nó chậm là đối với cái tốc độ mà nó nở cây ở khu vực này thôi, chứ nó nở hoa khu vực là thôi, chứ thật ra cây này nó sẽ kịp Tết á. Để khi mà gần Tết tôi tiếp tục tôi cập nhật tôi cho các bạn xem một lần nữa ha. Đấy đây coi thấy không, đấy, mình cũng chơi cây này. Khi mà ghép á, thì người ta ghép rồi người ta đóng một cốt mà các bạn ha. Tôi là phái khi mà chọn cây ghép á tùy theo các bạn. Nếu các bạn nào mà thích cây lùng lực, đây nè, lùng lực là cái dạng cây này nó thoát thân, nó vừa lên tới đây, nó không có dài, nó thoát thân cao lên như thế này thì nó mới bung lên đây thì cái củ của nó thanh thoát. Còn nếu mà các bạn mà để cho nó thấp như đây nè, tôi nhìn thấy nó rậm rạp á, tôi không thích. Còn cái cây này là cây sứ, này là sứ dáng long. Cây sứ này là cái sứ đổi màu, khi nào nó mới nở thì nó màu vàng, bắt đầu nó nở từ từ cái nó chuyển sang nó màu hồng. Khi nào nó sậm lên cái thì nó sẽ rụng. Cây này được ghép từ cây cũ các bạn, đây là được ghép cũ, người ta ghép thân, còn nó thì ghép cũ. Tôi cũng sưu tầm một cây về tôi trồng, tôi trải nghiệm. Qua thời gian tôi trải nghiệm tôi thấy rằng những cái cây mà ghép cũ thì các bạn nên chọn những cái cũ nó đã định hình, cái cũ nó định hình có một cái hình thù gì đó mà các bạn thích thì các bạn ghép nó vô. Thì bởi vì sau này cái cũ nó chỉ lớn lên thôi, nhưng mà lớn rất là chậm chứ nó không có phát triển thêm những cái cũ như là những cái dòng này. Những cái dòng này là do từ cây mẹ nó lên thì cái cũ nó sẽ phát triển ra thêm, các bạn thấy không, nó sẽ phát triển ra thêm cái cũ. Còn những mà những cái cây á, các bạn tách từ cái cũ ra, ví dụ như là tôi có cái cây này thì nó do một lý do gì đó mà nó bị chết đi, nó bị thối phần bên đây, rồi tôi tận dụng cái cũ bên đây, tôi bóc ra và tôi ghép lại.
thì nó sẽ lên như thế này các bạn. Nhưng mà các bạn lưu ý thì ghép cũ cũng khó thành công lắm nha. Ghép cũ khó đó, không phải là ghép cũ thành công cao đâu. Nói thì nói chứ thật ra tôi ghép xứ tôi cũng là hình như mình không có duyên với ghép xứ đó các bạn. Tôi ghép mai thì tỷ lệ thành công rất là cao, nhưng mà tôi ghép xứ chán lắm, thành ra tôi cũng không có ghép. Thôi để phía trời tôi chơi cái zin, chắc có lẽ là cái số tôi là nó chỉ phù hợp với những em hàng zin thôi, những em hàng ghép nó không phù hợp với tôi, ra tôi ghép hoài nó cái chật già chật ruột, tôi ghép, tôi ít ghép, ghép mai mà ghép được ngộ vậy đó các bạn. Thôi các bạn lưu ý ha, nếu mà nhà của các bạn, chú của các bạn mà đến giờ phút này mà nó chưa có nứt một cái nụ hoa nào với cây sứ của bạn, ít nhất thì các bạn phải thấy được cái nụ hoa của nó nha. Nụ hoa của nó đây, nụ hoa chớm màu, còn có những nụ hoa chưa chớm màu, các bạn dạch ra tìm, những cái nụ hoa. Có nụ hoa rồi thì kịp Tết nè, đây những nụ hoa nhỏ như thế này nó cũng kịp Tết. Nếu cây của các bạn mà chưa có nụ hoa thì các bạn bón thúc cho nó thêm một liều. Thêm một liệu NPK 20-20-15 hay là các bạn bón DAP cho nó ha. Còn dưới những cây đang ra hoa như thế này thì nụ lớn như thế này thì các bạn tiếp tục cho nó một liều, NPK nữa, 20-20-15 hoặc là 3-17 cũng được. Như vậy là đủ các bạn ha. Khi mà các bạn bón cho nó cái lượng phân bón kích ra nụ rau ba một lần này nữa, là các bạn không bón nữa thì mình bón cái lần này chủ yếu là để là mình cho nó có một cái được nó nuôi cái nụ nó có bông của nó dày cánh, và đồng thời cái sắc màu của nó sặc sỡ, nó đậm đà hơn, thế thôi. Rồi sau đợt bón phân này thì các bạn không bón phân hóa học nữa, không bón phân vô cơ nữa. Rồi sau Tết thì chúng ta sẽ dọn cây lại, dọn hái bỏ bớt những cái bông nào mà nó lên muộn quá thì mình để nuôi cây á, muốn để chơi muốn để nuôi cây các bạn sẽ bón, sau đó thì các bạn bón thêm cái phần hữu cơ. Với mùa này thì nó nhú nụ như thế này thì nó rất là dễ bị sâu đến làm tổ, hay nó dẫn dụ bướm đến, thì các bạn lưu ý các bạn phun thuốc ngừa, thuốc trừ sâu để xua đuổi bướm và côn trùng đến quấy phá cây của mình nha các bạn ha. Rồi ok, đến đây thì xong rồi. Chia sẻ với các bạn, báo cáo với các bạn cái tình hình, cái cập nhật là những cây sứ tôi đã làm bông để cho nó nở chơi trong những ngày đầu năm. Đến đây tôi phải nói là chia tay với các bạn rồi. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye.